Tết này khó, có quan lo, tập 15. Chán chào bà. Tết chào con. Con không biết là quê bà ở đâu ạ? Quê ở An Giang. Tết này bà có về quê không? Tết thì phải về, đặng cúng kiến ông bà. Tết này bà có tiền về quê chưa? Bán cái này thì kiếm tiền để dành Tết về. Mình cân cái này là 10 ngàn, mình bán 12 ngàn là ký là được 2 ngàn. Là chuối này ký là được 2 ngàn. Bây giờ con sẽ có mua vé cho bà về quê nha. Con mua sẵn cái tới đó cái bà về luôn. Con giúp cho bà hai vậy thì bà hai mang ăn con. Bà hai có sắm đồ Tết không? Bà hai có sắm, sắm chi với mình lớn cũng rồi. Vậy hả? Con đuối đâu gì nữa mà sắm. Chỉ bán mà để kiếm tiền cái thằng nhà của mình thôi. Bây giờ con sẽ dẫn bà hai đi sắm đồ Tết, bà hai chịu. đừng có đẹp quá nha. Bà hai đi bán là phải bận đồ mà đừng có... Ba què mà nhà đồ. Bây giờ con dẫn bà hai đi nha. Bà hai cũng khái đi. Cũng khái đi lắm. Là già rồi. Chị nghĩ là không già quá. Bà hai đi bán từ mấy giờ tới mấy giờ? Bây giờ mấy khuya đó. Là bà hai đi rồi. Bữa hổm nãy sụp cái lỗ trào mai là bà hai biết là ai kịp trở lại liền. Cũng thôi là đu đủ với chuối nó nhào xuống đất hết trơn. Ăn uống lo cho chồng đúng không? Đúng rồi, kêu cũng biểu bà hai á. Cái xe đi lượm dây chai lắm để dòng dồn để bán là đóng tiền nhà thấy thôi ông đi dò chẳng ông yếu ông đi còn nụng mà nụng. Bây giờ bà hai sẽ lượm bộ đồ nha. Bà hai thích màu tới tối hả? Thôi nổi đi, tối không có đẹp. Được không? Để con coi cái nào đẹp hơn không. Bà hai thích màu nào bà hai? Cái này đi. Rồi cầm cái này. Lựa cái quần nha. Đẹp không? Đẹp không? Đẹp. Đó, trời ơi đẹp thế. Tối nay Tết bận. Bao lâu rồi chưa có bộ đồ mới này? Trời ơi. Nhớ lại thôi chứ bà hai bán cũng có nhiều ngộ chứ. Chứ ủ bà hai đúng một đôi rồi. Tết nay thì về quê thì bà hai thường làm gì? Chơi vòng vòng ở nhà với con cháu. Yeah. Rồi đi chúc Tết rồi như bà con dòng họ bên chồng nữa. Có Tết nào ở đây mà không về không? Khi bà hai đẩy đi vậy, mấy cô chạy đi đó. Rồi cái ngừng xe lại, cái hỏi cô mua chứa gì cô lựa đi cô. Lựa đi vậy. Cái mấy cô nói không, con không có mua à, con cho bà hai cô quà. Thì đi mua bán nghĩ là về vui vẻ rồi. Ừ. Mình mua bán phải vui vẻ tao mới mua. Dạ. Quả quả tao không có mua đâu. Tết thì mình phải có bao lì xì. Cái này này con gửi cho bà hai nha. Trong đây thì có một chút đỉnh thì bà hai sẽ về quê có đồ đẹp nè. Được vé xe về quê đúng dạ, ngày nè. Bản đồ này về quê. Rồi bà hai con gửi bà hai. Cảm ơn con cháu ở đây hết. Dạ. Chúc con bước qua năm mới. Đi làm nhiều công tác. Chúc bà hai là luôn khỏe mạnh nè. Tết này vui hả bà hai? Có tụi con mà gần ở đây là bà hai còn vui ác nữa. Xuân này xuân ơi, xuân có đâu xa vời. Xuân này xuân ơi, xuân giản đơn vậy thôi.